Ồ, trễ rồi, trễ rồi. Hello. Hello. Hello, children. Hello, teacher. Bắt đầu tiết thứ nhất nhé. Chuẩn bị cho tiết học nào. Chuẩn bị xong rồi. Tiết đầu là giải toán nha. Toán học đó. Một với hai là giải xem nào. Ồ, khó quá đi mà. Vẫn chưa ăn sáng gì cả. Đổi quá. Mình cũng chưa ăn cái gì cả. Yên lặng xem nào. Các em à, cô á có mắt ở phía sau này. Phía sau đó nhìn thấy hết đó. Vậy cùng nhau ăn nên ngon quá đi. Cô dạy kỹ thế này thì phải học tốt nha. Biết chưa nào. Dậy đi nào. Chắc bài kỹ vào. Các bạn ơi, giờ chuẩn bị tiết thứ hai. Tiết thứ hai nào. Mình sẽ học về tiếng Hàn. Hãy đọc theo nào. Ka Na Tha. Tội quá đi. Cha, cha, cha. Các bạn đọc theo được không? Yeah. Nhớ là đọc theo đó. Dạ, tôi sẽ nói lại một lần nữa nhé. Kanata Marasaba. Cũng tẩy mà. Ôi, chị bẩy. Wow, tuyệt vời. Phải hiểu rõ chữ tiếng Hàn nghe chưa? Biết chưa nào? Bây giờ học cái khác nữa, nhìn đây này. Ôi, không ra được slide rồi. Ôi, gì vậy? Ôi, là cái bút mà. Không phải bút đâu. Ê, cái này là gì? Nó này. Wow. Wow. Đẹp thật đó. Làm với, làm với, làm với. Nhìn nè. Program đẹp quá, không được rồi. Mình phải làm đẹp như program mới được. Kèo dáng nè. Nhìn nè. Tụi mình chọn một nửa làm đi. Đủ ra nữa thôi nha. Đủ mà, program. Đây, bỏ cái này vào. Ê, hết trơn rồi. Oh, my God.
Dây chuyền hả? Mình cũng bỏ bông vào thôi. Nhìn nè. Chà, các bạn hãy đọc theo một lần xem nào. Hãy đọc theo nào. Trong tiết học mà gì thế này? Trong tiết học mà có slide à? Rốt cuộc trong tiết học mà tại sao làm như vậy? Slide thú vị quá đi. Oh my god. Thú vị thật luôn á. Tụi mình cùng làm slide nhé. Ôi to quá. Các bạn à, vừa làm chắc nhờn vui đấy. Nhưng hãy để làm vào giờ giải lao nhé. Không được làm cái này trong giờ học. Đưa đây cho cô. Đưa đây. Bây giờ cô sẽ tập thu tất cả nha.